các vị, chúng ta bắt đầu buổi học, và buổi học hôm nay chúng ta học sớm hơn mỗi khi 15 phút. Và trong 45 phút này thì tôi sẽ ôn bài cùng các vị. Vừa rồi thì cô Hồng Nhung có gửi cho tôi cái bản tóm tắt các cái bài học. Do vì tôi chưa có sửa xong. Và khi sửa xong thì cô sẽ gửi cho các vị học viên để chúng ta tham khảo thêm. Và ngày hôm nay tôi cũng vừa nhận được một cái bài tóm tắt của Phật tử của cô học viên Minh Lan. Cô tóm tắt về về người đối với tâm, tức là một mỗi hạng người như vậy thì có bao nhiêu tâm. Và ngày hôm nay thì tôi cũng muốn ôn kỹ lại cái phần này, vì do vì cũng nhiều vị nói rằng là khi mà học về người với cõi đó thì tương đối là dễ nhớ, nhưng mà khi mà học người với tâm á thì học về người với tâm á thì tương đối là phức tạp. Và do vậy ngày hôm nay chúng ta ôn lại bài cũ thôi. Trước hết là để các vị nhớ là mỗi hạng người như vậy đó dùng được bao nhiêu tâm, thì chúng ta nên xét theo cõi, tức là chúng ta xem là trong mỗi cõi như vậy đó là có bao nhiêu hạng người, và từ cõi bao nhiêu hạng người đó thì chúng ta dễ tính theo tâm. Thì các vị nhớ là ở trong bốn cõi khổ á, thì chỉ có người khổ, rồi người nhị nhân á, người lạc vô nhân á, chúng tôi nói người lạc vô nhân ở đây là người tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả, nó không có kể người lạc vô nhân thì người vô tưởng. Thì người lạc vô nhân chỉ có ở trong hai cõi thôi, đó là cái cõi người và cái cõi tứ đại thiên vương. Và người nhị nhân á thì ở bảy cái cõi vui dục giới, và người tam nhân thì ở tất cả các cái cõi còn lại, tất nhiên là trừ vô tưởng và năm cái cõi tịnh cư. Rồi đối với các bậc thánh nhân thì các ngài, đối với hạng thánh nhân thì thánh nhân mà hữu học thấp, tức là sơ quả nhị quả đó, thì các vị này cũng ở tất cả các cái cõi vui trừ vô tưởng và ngũ tịnh cư. Còn chư vị thánh thì, còn đối với mà thánh nhân mà tam quả đó, mà nếu mà vị nào mà chứng ngũ thiền nữa đó, thì vị đó sẽ cộng thêm ngũ thêm năm cái tịnh cư nữa. Tức là đối với thánh nhân tam quả đó thì các vị đó ở tất cả các cái cõi vui hữu tâm. Và đối với vị thánh nhân tứ quả thì vị này cũng giống như là vị thánh nhân tam quả, tức là trong các cái cõi vui đều có, chỉ trừ ra cái cõi vô tưởng. Thì xin nhắc lại là trong 31 cõi đó chúng ta có nhiều cách phân loại, ngoài cái cách phân loại là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì khi mà tính về tâm á, thì chúng ta có phân loại, chẳng hạn giống như là phân loại theo cái cõi phàm và thánh. Thì trong 31 cõi đó thì chúng ta có 5 cái cõi thánh, và các cái cõi còn lại đó, 20, 31, 26 cõi còn lại đó là cõi phàm. Rồi chúng ta còn có phân là trong cái cõi phàm đó thì có cõi vô tưởng và cái cõi phàm hữu tưởng, hữu tưởng hay hữu tâm. Thì thật ra khi mà chúng ta nói cõi phàm hữu tưởng đó, thì nó nhất quán với cái cách gọi cõi với vô tưởng. Thì có đôi khi chúng ta phải nói đến những cái cõi mà nói rằng đó là cái cõi
theo một cách gọi khác, chúng ta nhóm lại theo một cái tiêu chí nào khác, chẳng hạn giống như là có tưởng hay không có tưởng, vui hay là khổ, hay là có sắc hay không có sắc. Như vậy thì chúng ta có những cái cặp mà được phân chia theo các cõi. Thứ nhất đó là có sắc hay không sắc. Thứ nhất là sắc với vô sắc, tưởng với vô tưởng, thánh, khổ và vui. Thì chúng ta, thí dụ chúng ta nói rằng là các cái cõi phàm vui hữu tưởng, chúng ta có cách gọi như là phàm, mà do vì có những vị học viên lần đầu tiên á, rồi chúng ta muốn nói kỹ luôn, phàm vui hữu tưởng. Vậy thì khi chúng ta nói cõi phàm vui hữu tưởng là những cái cõi nào? Cõi phàm á, thì chúng đã là phàm á, thì trừ năm tịnh cư. Mà vui á, thì trừ bốn khổ. Mà hữu tưởng á, thì chúng ta trừ hữu tưởng á, thì trừ vô tưởng. Là hữu tưởng thì trừ vô tưởng. Vậy thì nói những cái cõi phàm vui hữu tưởng là chúng ta trừ năm tịnh cư, bốn khổ và một vô tưởng, tức là chúng ta trừ 10 ra thì còn lại là 21 cõi phàm vui hữu tưởng. Rồi chúng ta nói là cõi phàm vui mà nếu là ngũ uẩn, cõi phàm vui ngũ uẩn. Cái năm uẩn này thì các vị chúng ta chưa có học về uẩn xứ giới đế, nhưng mà cách chia năm uẩn là như thế này. Trước hết là sắc uẩn là 28 sắc pháp, thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng, hành uẩn là 50 sở hữu còn lại, và thức uẩn là 121 tâm. Như vậy đó là năm uẩn. Thì khi mà nói cái cõi phàm vui ngũ uẩn á, thì chúng ta là các vị MC hoan hỷ coi cái vị nào mà quên tắt cái microphone giúp tôi. Dạ thưa sư, sao tắt không được? Dạ. Tắt cái mút của cô Thủy sao không được? Con tắt cũng không được á thưa sư. Vậy thì khi nói cái cõi phàm vui ngũ uẩn á, là đã ngũ uẩn rồi, thì cái cõi vô tưởng, tại vì không có tâm, và không có tâm thì cũng không có nghĩa, cũng có nghĩa là không có cả các phần sở hữu, mà không có tâm không có phần sở hữu, tức là không có thọ tưởng và hành, chỉ có sắc uẩn thôi. Như vậy đó thì cái cõi vô tưởng á, thì còn gọi là cõi vô tưởng á, thì còn gọi là cõi nhất uẩn, tức là chỉ có một uẩn thôi, tức là có sắc uẩn. Rồi đối với các cái cõi vô sắc á, là cõi này không có sắc,
chỉ còn có bốn uẩn thôi, tức là thọ tưởng và hành thức. Thọ tưởng hành thức không có sắc thì vô sắc đó, thì còn gọi là vô sắc bằng gọi là tứ danh uẩn. Đây bốn uẩn này nó thuộc về danh. Thì khi mà tính về tính theo người á, có bao nhiêu trong một người có bao nhiêu tâm á, thì để dễ nhớ á, là các vị nhớ theo cõi. Đầu tiên á, thì chúng ta có cõi được bao nhiêu người thì này nó vấn đề này nó dễ nhớ. Nhưng mà vấn đề là cái tâm theo cõi đó, thì có những cái cõi đó là dù cho cái hạng người nào phàm hay là thánh, nhưng mà sanh về cái cõi đó thì đặc biệt đó là không có cái loại tâm đó. Thì chúng ta trong ba cõi đó thì chúng ta có cõi dục, cõi sắc và cái cõi vô sắc. Trong đó sắc và vô sắc đó thuộc về các cái cõi thiền. Và đặc biệt là cái cõi vô sắc đó, vừa là cái cõi thiền, cái cõi là không có hình sắc. Thì chúng ta biết rằng là một chúng sinh do làm các cái việc thiện hoặc là ác, từ đó có những cái tâm quả, cái tâm quả thiện và cái tâm quả bất thiện. Và chính những cái tâm quả này dẫn chúng sinh tái sinh đến một cái cảnh giới tương ứng. Thì trong 12 hạng người này đó thì được phân chia theo cái tâm tái tục. Người mà tâm tái tục bằng cái tâm hai cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện thì gọi là người khổ, rồi quan sát quả thiện là người lạc vô nhân, vân vân. Thì chúng ta nhớ rằng là ở trong cái lộ trình tâm á, là cái tâm tục sinh là cái tâm nào, thì cái tâm bình nhật, cái tâm chủ quan bình nhật cũng là cái loại tâm đó, và cái tâm cuối cùng của đời sống gọi là tâm tử đó, cũng cùng loại là cái tâm đó. Do vậy khi mà một chúng sinh mà tục sinh bằng một cái tâm quả nào đó của mình, giống như là chúng sinh ở cái cõi khổ tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, thì suốt thời gian bình nhật cũng vậy, rồi cho đến cái tâm tử đó cũng vậy. Và tâm tục sinh đó, thì chúng ta tục sinh đó, chúng ta có 19 tâm làm việc tục sinh. Dạ, 19 tâm. 19 tâm làm việc tục sinh là cái này các vị nhớ rồi. Là các tâm tục sinh nó luôn luôn là cái tâm quả. Trong đó chỉ trừ cái quả siêu thế, bởi vì cái quả siêu thế, quả này nó sau này chúng ta có dịp đó, chúng ta sẽ học thêm rõ hơn về cái quả này với các cái tâm quả khác. Thì còn lại đó thì chúng ta trong 18 tâm vô nhân đó, thì các cái cặp ngũ song thức tiếp thâu đó, thì không có khả năng làm việc tục sinh và cái tâm quan sát thọ hỷ. Như vậy thì trong cái quả vô nhân đó, thì chỉ có hai cái tâm làm cái việc tục sinh thôi, đó là cái tâm quan hai cái tâm quan sát thọ xả, còn lại là 8 đại quả dục giới và 9 quả đấu đại. Thì trong 19 tâm làm việc tục sinh này, chúng ta có 11 tâm làm việc na cảnh. Yeah, na cảnh thì có 11 tâm. Thì chúng ta nhớ rằng là ở trong cái lộ ngũ môn mà cái cảnh rất lớn á, thì có na cảnh. Và đối với cái lộ ý môn mà cái cảnh rất là rõ đó, có na cảnh. Nhưng mà ý môn cảnh rất rõ có na cảnh chỉ khi nào mà cái lộ ý môn đó là cái lộ ý môn đó tái hiện lại cái cảnh ngũ, tức là tái hiện lại trạng lại cái cảnh sắc thinh khí vị xúc đó. Thì khi đó, đó thì cái cảnh pháp mà tái hiện lại cái cảnh ngũ đó thì cái lộ ý đó nó mới có thể có na cảnh. Hay nói một cách khác đó, là cái na cảnh nó chỉ để trong những cái trường hợp mà cái tâm động lực bắt cái cảnh ngủ
hoặc là ở trong cái lộ ý đó, thì cái cảnh pháp đó là do là cái luận cái cảnh pháp đó là trạng lại của cái cảnh ngủ. Thì chúng ta nhớ rằng là cái na cảnh này chỉ có ở trong những cái tâm động lực dục giới, và cái tâm động lực dục giới này nó chỉ có ở trong các cái cõi dục thôi, chứ các cái cõi sắc á, thì không có na cảnh. Do vậy đó, khi mà chúng ta học về cõi đó, thì chúng ta là học về cõi đó, thì chúng ta thấy rằng là tám đại quả này làm được bốn việc, tức là làm việc tục sinh, hậu kiếp, tử và na cảnh. Thì chúng ta nhớ rằng là chúng sinh nào tục sinh bằng cái tâm nào thì hậu kiếp và tử cũng cùng cái loại tâm đó. Đối với các vị phạm thiên sắc giới và vô sắc giới, do vì các vị này tục sinh bằng một trong chín cái tâm quả đáo đại tương ứng. Ví dụ giống như là ở cái cõi sơ thiền thì sẽ tục sinh bằng cái tâm quả sơ thiền, nhị tương tự nhị thiền, tam thiền, vân vân. Thì do vì các vị này tục sinh chỉ bằng một trong chín quả đáo đại này thôi, cho nên tất cả các vị phạm thiên nào trong suốt cái tâm chủ quan bình nhật, tâm tử, tâm tục, tâm hộ kiếp bình nhật và tâm tử đó thì không có mặt của đại quả. Như vậy đại quả đối với cái cõi trời phạm thiên đó, chỉ còn một cái công việc duy nhất đó là na cảnh, mà lại là cái cõi sắc giới đó thì không có na cảnh, cho nên tám đại quả là không có mặt ở trên cái cõi sắc và vô sắc. Như vậy khi mà chúng ta xem trong một người, trong hạng người đó đó có bao nhiêu cái tâm dùng đó, thì chúng ta nhớ cái việc đầu tiên là chúng ta nhớ đến cái cõi. Và trong ba cõi đó đó thì có những cái cõi thiền, có hai cái bậc thiền đó là sắc và vô sắc. Thì trước hết đó chúng ta nói đến cái cõi sắc giới. Trong cái cách nhớ của tôi đó là trước hết đó là chúng ta xem trong các cái cõi đó cái loại tâm nào mà luôn luôn là không có mặt thì chúng ta trừ ra. Rồi khi mà chúng ta tính hạng người theo cõi đó thì chúng ta khi mà đề cập đến cái cõi đó thì lập tức đó là chúng ta phải trừ ra. Thì chúng ta đầu tiên khi mà nói đến cái cõi sắc giới đó thì các vị có nhớ rằng là khi mà chúng ta học về các cái tâm đáo đại, đầu tiên đó là cái tâm sơ thiền. Và một người mà để chứng được sơ thiền đó thì người đó phải có cái đời sống ly dục. Bởi vì cái sắc giới đó là một cái trạng thái tâm mà đối lập lại với cái dục ái. Nó giống như là khi nào mà chúng ta thích yên tĩnh đó, thì khi đó chúng ta không có thích nơi ồn ào. Và khi nào mà chúng ta thích nơi ồn ào thì khi đó chúng ta không có thích nơi yên tĩnh, bởi vì hai cái này nó đối lập với nhau. Thì tương tự như vậy đó, đối với một người chứng thiền thì do vì vị này ly dục, cho nên là vị này trong cái khoảng thời gian này vị này không có sân. Lý do đó là sở dĩ mà chúng ta có cái tâm sân là do vì cái tâm sân đó gặp cái cảnh dục không được tội nguyện cho nên mới có tâm sân. Các vị cũng còn nhớ là đối với vị thánh nhị quả đó, sở dĩ mà cái sân của các ngài được giảm nhẹ là bởi vì cái dục ái của ngài giảm cho nên cái sân giảm. Đối với vị thánh tam quả, tại sao cái sân của ngài không còn, là do vì cái dục ái của ngài đã đoạn trừ cho nên cái sân cũng không còn. Tương tự như vậy đối với một người chứng thiền thì trong cái khoảng thời gian mà trong cái khoảng thời gian đó thì họ không có tâm sân. Và đối với vị các vị phạm thiên là do vì đó là cái kết quả của thiền chứng mà có được, cho nên đây là cái lý do mà khi mà nói đến cái cõi thiền á, thì dù là đối với vị phàm phu thì luôn luôn là cũng chúng ta cũng có, và chúng ta cứ nói đến cõi thiền từ sắc đến vô sắc á, luôn luôn là chúng ta trừ, đầu tiên là trừ hai sân. Rồi thứ hai là cái cõi sắc giới đó là cái cõi
mà các vị phạm thiên sống bằng cái hạnh phúc của thiền định, chứ không có sống bằng cái hạnh phúc dục lạc. Cho nên về các giác quan của vị này đó được hạn chế ở cái mức độ chỉ còn hai giác quan là mắt và tai, tức là nhãn thức và nhĩ thức. Còn tỷ thiệt thân á, thì luôn luôn phải trừ. Cho nên toàn bộ ở cái cõi trời sắc giới, dù là hạng phàm phu hay là chư thánh nhân, thì luôn luôn á, là chúng ta phải trừ ba cặp song thức. Chúng ta phải trừ ba cặp song thức, trừ ba song thức, ba song thức tỷ thiệt thân. Như vậy đó, thì khi mà chúng ta tính chúng ta tính hạng người đó có bao nhiêu tâm, thì khi mà chúng ta nhắc đến cái cõi sắc giới đó, thì phải lập tức là trừ hai tâm sân và ba song thức. Bởi vì các vị biết rằng là khi mà chúng ta tính các cái con số này đó, nó dễ sơ sót, và rất là nhiều quyển sách in đó là cũng sơ sót cái những cái con số này rất là nhiều. Và bản thân tôi khi mà tôi hướng dẫn các vị đó là rất có thể là sơ sót cũng nhiều. Do vậy đó là chúng ta học cái cách mà để chúng ta tính, rồi mỗi người chúng ta đó là căn cứ vào những cái nguyên tắc này và chúng ta tính thôi. Thật ra đó, nếu mà khi các vị hỏi tôi đột xuất là một hạng người nào đó ở trong cái cõi nào đó có bao nhiêu tâm, thì tôi không có thể trả lời liền cho các vị được. Nhưng mà nếu các vị cho tôi có cái thời gian tôi ngồi tôi tính đó, thì tôi tính ra, thì tôi muốn chia sẻ cho các vị đó là cái cách tính như vậy. Hôm trước tôi đã có nói các vị đó là bản thân tôi đó không phải là một người trí nhớ tốt, mà tôi vẫn có thể nhớ được. Điều đó có nghĩa là các vị cũng nhớ được. Cho nên là có nhiều vị học viên thấy rằng là khi mà tính mỗi hạng người có bao nhiêu tâm thì nó có vẻ nó quá nhiều, nhưng mà do vì chúng ta nắm những cái nguyên tắc này đó mà chúng ta tính ra. Như vậy đó, thì các tôi lặp lại, hễ mà chúng ta nói bất cứ một cái hạng người nào mà ở trên cái cõi trời sắc giới này, thì việc đầu tiên là chúng ta trừ hai sân và ba song thức. Rồi tiếp theo nó như tôi nói hồi nãy đó, là chúng ta có trừ thêm tám đại quả, bởi vì tám đại quả đó là ở trên tám đại quả dục giới, ở trên cái cõi sắc giới đó, thì các vị này là không có na cảnh, cho nên là không có cơ hội cho cái tâm đại quả, và càng không thể là tâm đại quả có mặt làm cái việc tục sinh hồi kiếp và tử, bởi vì ba cái việc làm này của đại quả nó chỉ có trong cái cõi dục thôi. Còn ở trên các cái cõi trời sắc và vô sắc đó, thì các vị đó dùng các cái tâm quả đáo đại tương ứng rồi. Thành ra vì lý do này mà luôn luôn là trừ đại quả. Vậy thì cứ là cái cõi dục giới, bất luận là hạng người nào, thì chúng ta luôn luôn trừ hai sân, ba song thức và tám đại quả. Rồi bây giờ chúng ta có tới cái vô sắc. Thì vô sắc á, là cõi thiền, tất nhiên á, là việc đầu tiên á, cũng trừ hai sân. Và bị phạm thiên vô sắc á, không có hình hài, cho nên là không có mắt tai mũi lưỡi thân. Do vậy toàn bộ cái cặp song ngũ song thức này phải trừ hết, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Mà không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân rồi đó, thì tất nhiên á, là không cần tiếp thâu. Còn cái quan sát thì sao? Quan sát thì tâm này nó có bao nhiêu việc làm. Thứ nhất á, là nó làm việc tục sinh hồi kiếp và tử. Vị vô trời vô sắc á, thì ba việc làm này tất nhiên không có, bởi vì vị này tục sinh bằng một trong bốn cái tâm quả vô sắc. Rồi cái việc làm thứ hai của hai cái tâm quan sát sỏi xả đó là cái việc làm na cảnh, thì cái cõi này cũng không có na cảnh.
Rồi cái việc làm thứ ba, xin lỗi, cái việc làm thứ năm của quan sát đó, tức là làm cái việc quan sát khi mà cái tâm tiếp nhận cái cảnh ngũ mà vị này đó thì không còn có mắt tai mũi lưỡi thân nữa. Cho nên là trong 18 tâm vô nhân này đó, là vị này này từ thêm ba cái tâm quan sát này. Rồi cái khi mà không có ngũ môn, không có mắt tai mũi lưỡi thân, tức là không có ngũ môn đó, thì cũng không có tâm khai ngũ môn. Như vậy đó thì vị này chỉ còn có khai ý. Tôi viết vậy cho nó dễ. Là trong 18 vô nhân thì từ 17. Vị này là phạm cái tâm ứng cũng vi tiếu, là do vì chỉ có vị thánh là A-la-hán nên đương nhiên là trừ. Rồi tương tự giống như là cái cõi sắc giới đó thì tất nhiên là cũng trừ 8 đại quả. Thì các vị á, khi mà tính người theo cõi, cái tính người bao nhiêu tâm đó, thì các vị cứ nhớ rằng là người đó ở trong cái cõi dục, cõi sắc và cái cõi vô sắc, mỗi cái tầng trời cao hơn đó, thì số lượng tâm sẽ bị trừ đi theo cái điều kiện tâm sinh lý của cõi đó. Thì cụ thể đó là sắc giới đó là trừ 2 tâm sân, 3 cái song thức là tỷ thiệt thân và 8 đại quả dục giới, 8 đại quả. Còn vô sắc á, thì cũng giống như vậy đó, nhưng mà cái tâm vô nhân á, thì lại là số lượng trừ nhiều hơn, bởi vì vị này không có sắc nên trừ hết, chỉ còn có một cái tâm khai ý môn thôi. Vậy thì nó không phải là khó các vị, là chúng ta tính theo từng người một. Rồi nếu cái người đó mà sanh lên cái cõi vô sắc, cõi sắc giới đó, thì chúng ta áp dụng cái bảng bên phải này. Nếu mà vị đó sanh cái cõi vô sắc đó, thì chúng ta áp dụng cái bảng bên trái này, chúng ta trừ thêm nữa thì nó ra cái số lượng tâm thôi. Rồi bây giờ có những vị học viên là có gần như là cô Minh Lan, cô có gửi cô Minh Lan và cô Hồng Nhung trong lớp, thì các cô này rất là kỹ khi làm các cái bản tóm tắt này. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra từng phần một. Trước hết đó là người theo cái người phàm trong cõi dục. Trước hết đó là chúng ta có 12 hạng người. Và người khổ, người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân ở đây chúng ta chỉ nói, chúng ta không có kể người vô tưởng, người nhị nhân. Là ba hạng người này là đơn giản nhất. Như vậy từ hai cái bảng trừ này đó thì chúng ta mới xét đến cái trường hợp thứ hai, là đối với bốn hạng người đầu là người khổ, người lạc, người nhị nhân và người tam nhân. Thì bốn hạng người đầu là người gì? Là phàm. Dạ. Bốn hạng người đầu là phàm. Đã là người phàm thì tất cả những cái tâm nào của vị thánh đó mà chúng ta trừ hết. Đã là người phàm thì tâm nào của thánh chân chúng ta trừ hết. Đầu tiên là cái tâm ứng cúng vi tiếu này chúng ta trừ, vị của vị A-la-hán. Các cái tâm tố này là chúng ta trừ, là của vị A-la-hán. Còn 40 tâm siêu thế của chư thánh nhân. Bốn hạng đầu đó là phàm thì luôn luôn mà chúng ta trừ những cái tâm đó. Rồi chúng ta xem từng người hạng người một. Đầu tiên đó là người khổ. Người khổ á, thì đã là phàm phu thì lúc nào cũng có đủ phàm phu, mà ở trong cõi gì? Người khổ á, thì là hạng người chỉ có trong cõi cõi khổ, không có cõi thiền. Cho nên phàm phu mà ở trong cái cõi dục giới đó, thì luôn luôn có đủ 12 tâm bất thiện.
và người khổ là người ở trong cõi dục giới, cho nên người khổ có 12 tâm bất thiện. Rồi trong 18 tâm vô nhân á, thì người khổ á, là không thể dùng được tâm của vị A-la-hán, cho nên là chỉ còn là 17. Rồi 8 đại thiện. Cái 8 đại thiện á, ngay cái tên cái đại thiện đó là chúng ta phải hiểu rằng là cái công năng của cái đại thiện này đó là giúp cho tất cả chúng sinh ở trong vòng sinh tử luân hồi, từ một người khổ mà nhờ cái đại thiện này trở thành một người vui, từ người dục này cũng nhờ cái đại thiện mà tu thiền định chứng các cái tầng thiền để vượt thoát khỏi dục, rồi cao hơn là sắc và vô sắc. Và cũng nhờ cái đại thiện này làm cái nền tảng cho vị này tu các cái pháp cái thiền minh sát để chứng được đạo quả. Do đó cái tâm đại thiện chỉ trừ vị thánh A-la-hán ra thì toàn bộ tất cả chúng sinh đều phải cần cái tâm đại thiện hết. Do vậy khi mà nói đến cái tâm đại thiện này là hạng người nào cũng cần hết. Chỉ tất nhiên là chúng ta trừ bốn người đạo không có kể ở đây. Như vậy là người khổ của chúng ta có, người khổ là chúng ta có 12 bất thiện, 17 vô nhân, 17 vô nhân, 8 đại thiện. Và người khổ á, thì không có 8 cái đại quả, là bởi vì thứ nhất á, là người khổ á, là tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, cho nên tục sinh bình hậu kiếp và tử của vị đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Và đã vậy đó là cái tâm này đó nó là cái tâm quả bất thiện, cho nên các cái tâm quả còn lại nó không có điều các cái tâm quả còn lại, nhất là đại quả đó, thì người tâm người khổ không có, họ chỉ còn có được có những cái tâm quả thiện của cái vô nhân thôi, còn quả thiện hữu nhân không có. Vậy thì ở trong cái bài của cô Minh Lan đó, là người khổ 37 tâm là 12 bất thiện, 17 vô nhân và 8 đại thiện, dạ đúng rồi. Của cô Hồng Nhung 12 bất thiện, 17 vô nhân, đã trừ tiêu sinh, 8 đại thiện. Dạ đúng. Dạ. À, chúng ta chọn cái phần đó. Là có vị nào mà có ghi được thì ghi, rồi nếu sau này mà cái bài sửa xong đó thì mấy cô học viên nào mà chúng ta làm được những cái bài tóm tắt thì có thể chia sẻ cho những vị khác. Người lạc vô nhân á thì cũng giống như là người khổ, thì cộng bốn đại quả ly trí. Tại vì người lạc vô nhân á là người mà tục sinh bằng cái quả thiện. Tục sinh bằng cái quả thiện, cho nên vị này có thể dùng luôn được những cái quả thiện, những cái quả thiện khác, mà do vì cái quả thiện này là cái quả ly trí, cho nên người lạc vô nhân chỉ có thể dùng được thêm 4 cái quả ly trí. Người nhị nhân thì cũng giống như người lạc vô nhân. Như vậy thì chúng ta có 3 hạng người này. Thì theo tôi đó, trong cái những cái tâm này á, nó chỉ có khó nhớ là trường hợp của các cái đại quả. Thì các vị nhớ rằng là do vì người khổ á, họ tục sinh bằng cái quả bất thiện, cho nên là các cái 8 cái đại quả này á, thì họ không có được, thì chúng ta trừ ra. Còn đối với người lạc vô nhân và người nhị nhân á, là do vì họ tục sinh bằng cái quả thiện, nhưng đó là cái quả thiện ly trí, cho nên các cái đại quả hợp trí đó thì trừ ra. Chúng ta dựa vào cái lý này mà chúng ta nhớ. Như vậy đó thì phần tiếp theo là của người tâm nhân. Thì người tâm nhân á, thì người tâm nhân do vì tục sinh bằng cái tâm quả thiện, cho nên các cái quả thiện á, là vị này có hết. Các cái quả thiện dục giới là vị này có hết. Xin lỗi, bị vừa tục sinh bằng cái tâm quả thiện, mà cái quả thiện đó lại là cái quả thiện hợp trí. Người tâm nhân tục sinh bằng 4 cái tâm đại quả hợp trí. Dạ, 4 cái tâm đại quả hợp trí. Bốn tâm đại quả hợp trí là muốn nói. Do vì tục sinh bằng 4 cái tâm đại quả hợp trí như vậy đó,
cho nên vị này dùng thêm được bốn cái tâm đại quả hợp trí, đó là cái chuyện tất nhiên, là thí dụ giống như là vị nó bắt buộc phải dùng, bởi vì vị đó tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp trí, cho nên là tục sinh bình nhị hậu kiếp bà tử của vị đó phải là tâm đại quả hợp trí. Cho nên là người người tam nhân thì chỉ khác người nhị nhân ở chỗ là cộng thêm bốn cái đại quả hợp trí thôi. Như vậy thì người khổ, người lạc, vô nhân, người nhị nhân mà người tam nhân nó cũng không phải là khó nhớ. Và do vì người tam nhân là một người mà có thể tu thiền định, và người tam nhân là một người cũng có thể từ phàm mà sang thánh, hay nói cách khác là vị thánh nhân chính là xuất thân từ người tam nhân. Và người tam nhân do vì có thể tu được thiền định, cho nên người tam nhân có thể sanh về các cái cõi thiền. Cho nên các vị thấy là khi mà nói về họ người tam nhân dùng được bao nhiêu tâm chúng ta thấy nó phức tạp, thì thật ra thì cũng không phải là phức tạp. Tại vì người tam nhân thì cũng giống như là người nhị nhân thôi, nhưng mà cộng thêm bốn cái đại quả hợp trí, là bởi vì vị này tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp trí. Như vậy là không có khó nhớ. Rồi do vì vị này có thể tu thiền định được, thì vị này cộng thêm các cái tâm thiền, đâu có gì, chuyện này là chuyện dễ. Thứ nhất là người tam nhân không có thiền thì nó giống như là người nhị nhân chỉ có khác nhau là cộng thêm bốn cái đại quả hợp trí thôi. Còn trường hợp đối với người tu thiền thì đắc thiền định nào thì chúng ta cộng thêm cái tâm thiền đó, đắc sơ thì cộng sơ, đắc nhị thì cộng sơ nhị, đắc tam thì cộng sơ nhị tam. Nếu mà đắc tới vi tưởng thì vi tưởng xứ đó, thì vị này có được chính cái tâm thiện đáo đại. Nhưng mà nhớ là quả đó qua quả đáo đại thì tuyệt nhiên là người tam nhân ở cái cõi dục thì không có được, là bởi vì chỉ trừ vị này chứng thiền định sau khi mệnh chung rồi thì vị này cái tâm quả này nó mới sanh. Bởi vì cái quả đáo đại chúng ta nhớ là cái quả đó là thuộc về cái sanh báo nghiệp, chứ không có thể nào gọi là hiện báo nghiệp hết. Cho nên là nếu mà vị đó ở cái cõi dục thì vị đó tuyệt nhiên là không thể nào có được cái tâm quả đáo đại. Như vậy thì nếu là người tam nhân ở cái cõi dục và không có thiền định thì chỉ khác với người nhị nhân ở chỗ là cộng thêm bốn cái tâm đại quả hợp trí thôi. Còn nếu mà tu thiền định thì tùy theo bậc thiền nào thì chúng ta sẽ tính thêm cái bậc thiền đó. Câu này ghi là nếu người tam nhân ở cõi dục mà tu thiền định mà chứng thiền định thì cộng thêm chín tâm thiện đáo đại, tức là 45 cộng 9 54. Chín tâm thiện đáo đại là nói về lý thuyết, tức là trường hợp người đó chứng tất cả các bậc thiền hữu sắc và vô sắc. Còn nếu giả sử người đó trên thực tế chứng nhị thiền sắc giới thì chỉ cộng thêm hai tâm thiền sắc giới sơ thiền nhị thiền thôi, tức là 45 cộng hai tâm thôi. Dạ phải. Đã, cái phần này là đúng rồi, phần này đúng rồi. Rồi phần dưới đây của cô Nhung là đúng rồi, bốn đại quả ly trí, dạ đúng. Người lạc vô nhân là như người nhị nhân, người nhị nhân là như như là người người lạc. Người tam nhân là cõi dục giới 12 bất thiện, 17 vô nhân, 8 đại thiện, 8 đại quả. Thì ở đây cô Học Nhung phải phải ghi trong trường hợp của người tam nhân mà chứng thiền nữa thì sẽ cộng thêm một trong chín tâm thiền. Rồi bây giờ tới lặp lại đó, là người tam nhân mà không có thiền thì chỉ khác người nhị nhân ở bốn cái tâm đại quả hợp trí, tại vì vị này tục sinh bằng cái tâm một trong bốn cái tâm đó. Thứ hai là nếu mà có thiền thì chúng ta chỉ cộng thêm chín cái tâm thiền nữa thôi, chín cái tâm thiền thiện nữa. Như vậy thì cũng không có gì là khó nhớ. Rồi bắt đầu chúng ta học về người người tam nhân mà ở cõi sắc giới, thì chúng ta áp dụng cái bảng trừ này. Đã là cõi thiền phải trừ hai sân, là sắc giới phải trừ ba song thức tỷ thiệt thân, là tám đại quả nữa. Như vậy đó là người tam nhân ở cái cõi sắc giới. Và nếu người tam nhân ở cái cõi vô sắc giới đó thì chúng ta dùng cái bảng vô sắc,
là người tam nhân ở cái cõi vô sắc đó, thì giống như là người tam nhân ở cái cõi dục giới, nhưng mà trừ thêm hai sân 17 vô nhân và trừ 8 đại quả. Như vậy thì chúng ta có được cái số tâm của người tam nhân ở trong ba cõi. Tôi lặp lại, người tam nhân ở cõi dục giới không có thiền thì giống như là người nhị nhân, chỉ cộng thêm 4 đại quả thập tí nữa thôi. Nếu chứng thiền ở trong cõi dục giới thì cộng thêm 9 cái tâm thiện dục giới. Và nếu ở cái cõi trời vô sắc, thì chúng ta cõi trời sắc giới thì chúng ta làm cái bảng trừ là trừ 2 sân, trừ 3 song thất, 8 đại quả dục giới, và chúng ta cộng thêm 1 ngoài cái trừ thì chúng ta cộng ngoài cái trừ thì chúng ta cộng cộng thêm cái gì, cộng thêm cái tâm quả tái tục của vị đó. Ví dụ giống như là cái cõi vị đó tục sinh bằng cái cõi nào á, thì chúng ta cộng thêm cái tâm quả tái tục đó. Ví dụ như cõi sơ thiền thì chúng ta cộng thêm cái quả sắc giới sơ thiền, nhị thiền tương tự chúng ta cộng dạ cộng 1 trong 5 dạ cộng 1 trong 5 tâm quả sắc giới. Ở đây là cộng 1 trong 4. Cộng 1 trong 4. Còn một vấn đề nữa tôi chưa có trừ đủ cho cái đó, các vị thấy không, ở vi diệu pháp này rất là dễ quên, ở vi diệu pháp là rất là dễ quên, là đối với cái cõi trời vô sắc á, là do vì vị này không có sắc cho nên vị này hoàn toàn không có thể tu thiền sắc giới được, bởi vì thiền sắc giới nó là cái đối tượng nó thuộc về để chứng được thiền đó, thì đối tượng nó thuộc về sắc. Trong khi đó cõi vô sắc đó, thì vị này không có các cái giác quan sắc pháp như là mắt tai mũi lưỡi thân, cho nên đối với cõi trời vô sắc đó, thì vị Phạm Thiên chỉ có thể tu thiền vô sắc được thôi, chứ không có thể tu thiền hữu sắc. Còn đối với cái cõi thiền sắc giới đó thì vị này mới có thể tu tập được cả hai loại thiền sắc và vô sắc. Cho nên đối với cái cõi trời vô sắc đó, thì chúng ta phải trừ thêm 5 tâm thiện sắc giới, phải trừ thêm cái này nữa. Phải trừ còn thiếu 5 tâm thiện sắc giới. Cõi hữu sắc đó, thì chúng ta tu tập vô sắc được, nhưng mà cõi vô sắc đó, thì chúng ta không thể tu tập bộ sắc pháp, tại vì đối với chúng sinh mà có mắt tai mũi lưỡi thân á, thì chúng ta vẫn còn cái ngõ thứ 6 là ý môn. Còn đối với chúng sinh á, mà không có mắt tai mũi lưỡi thân rồi đó, thì làm sao mà chỉ còn cái ngõ ý môn thôi, chứ còn không có thể nào dùng được cái ngõ nhãn môn hết. Thành ra ở cái cõi hữu sắc á, thì dùng được cái tâm thường tâm, tức là không thông qua các giác quan thì được, nhưng mà cái cõi vô sắc rồi thì không có thể dùng cái tâm nào mà để biết được các cái đối tượng sắc thân khí vị xúc được. Như vậy thì cô Minh Lan, người tâm nhân ở cõi thiền sắc giới 39 tâm 10 bất thiện trừ 2 sân đúng, 11 vô nhân trừ 2 tỷ thiệt thân và 1 vi tiếu đúng. À, hồi nãy tôi còn thiếu cái vi tiếu nữa nè, thấy chưa? Đó là chúng ta học về người phàm tâm nhân. Dạ, các vị thêm cái bảng trừ ở đây nha. Các vị thêm cái bảng trừ ở đây nữa. Trừ vi tiếu.
Nghe rồi. Bởi là các vị biết là lúc nào mà tôi tâm trạng tôi chưa 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 có sẵn sàng lắm, tôi ngại dạy học là vậy đó. Dạ Là thưa sư, bên vô sắc là mình đã trừ vi tiếu rồi đó sư. Cái trên chỗ à, xin mà lỗi xin lỗi, dạ xin lỗi, dạ, cảm ơn cô. Dạ ở trên kia nên đã trừ trong cái số 17 rồi. Dạ 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 vô sắc, dạ cảm ơn cô. Đó, các vị biết là mày bắt đầu từ đây về sau, sau khi chúng ta có những cái nguyên tắc rồi thì các vị học viên sẽ cùng tính với tôi, bởi vì tôi sẽ tính lộn, giống như trường hợp vừa rồi là trong vi tiếu là tôi đã trừ ở trong 18 vô nhân rồi, mà tôi ở dưới đây tôi vẫn trừ là do mình suy nghĩ là bên đây trừ là bên đây phải trừ đó. Dạ như vậy thì các vị cứ áp dụng hai cái bảng trừ này, một cái bảng trừ sắc giới và cái bảng trừ vô sắc giới. Một người mà tam nhân thì người tam nhân, chúng ta người tam nhân ở cái cõi dục đó, thì chúng ta lấy người nhị nhân cộng bốn cái hợp ký, rồi sau đó là lên vô sắc đó, thì chúng ta áp dụng cái bảng trừ sắc giới, bảng trừ vô sắc mà lên sắc giới thì chúng ta áp dụng cái bảng trừ sắc giới. Thì ở đây người tam nhân chính thiện đấu đại, cái chính thiện đấu đại này nè là chúng ta cũng phải phải lưu ý là mặc dù chúng ta để là chính thiện đấu đại, nhưng mà tất nhiên là nó cũng giống như là trường hợp của người người tam nhân ở cái cõi dục, là người tam nhân ở cái cõi thiền thì nó vẫn có hai trường hợp, tức là người bị có vị phạm thiên có thiền có chứng thiền và có vị phạm thiên không có chứng thiền. Vì cái lý do này mà các vị phạm thiên nếu mà sanh về các cái cõi trời sắc giới hay vô sắc giới mà những vị này không có tiếp tục tu thiền định để chứng lại những cái tầng thiền mình đã chứng, thì sau khi hết tuổi thọ vị đó vẫn sanh xuống cõi dục, cho nên vị đó mới còn luân hồi. Chứ nếu mà lúc nào mà ở trên cái cõi cõi phạm thiên mà mấy vị đó đều là những người chứng thiền hết thì đâu có cái chuyện là các vị phạm thiên trở lại cái cõi dục. Dạ cho nên tôi gặp đó cái chính cái đại thiền chính thiền đấu đại á, thì các vị lưu ý dùm là ở đây là chúng ta kể trong cái trường hợp đầy đủ nhất, chứ còn mà vẫn rất là nhiều trường hợp là chỉ có chứng đến một vài tầng thiền nào đó thôi, hoặc là không có một trong năm tâm quả sắc giới này, đúng tục sinh bằng cái tâm nào thì sẽ cộng thêm một trong những cái tâm quả sắc giới đó. Rồi người tam nhân ở cõi thiền vô sắc giới là gồm 21 tâm, 10 bất thiện từ hai sân, khai ý môn đúng, 8 đại thiện đúng, một trong bốn tâm thiện vô sắc giới đúng. Nhưng mà đúng ở đây như thế nào? Khi mà nói cái cõi vô sắc á, là cái cõi này á, là gọi là cái cõi thiền tầng chẳng lui. Thiền tầng chẳng lui ở đây á, tức là một vị phạm thiên ở cái cõi vô sắc mà cao á thì không có thể tu lại cái cõi cái tầng thiền thấp. Cụ thể là chúng ta có bốn cái tầng thiền vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và bốn, một một hai ba bốn, thì đối với những vị mà đã chứng tầng thiền cao rồi đó thì các vị chỉ có thể tu tập lại cái tầng thiền đó của mình trở lên, chứ không có tu tập ngược trở xuống. Thì do đó mà ở cái cõi trời vô sắc á, các vị lưu ý cái chỗ này. Thứ nhất là hoàn toàn các vị này không có thể tu tập được thiền sắc giới, chúng ta trừ ra các cái tâm thiện sắc giới. Cái thứ hai là đối với ba cái tầng thiền vô sắc cao thì cứ mỗi lần lên cao như vậy đó thì chúng ta bỏ bớt đi một cái tâm thiện vô sắc. Ví dụ như là đối với cái cõi thấp nhất trong bốn cái cõi vô sắc, ở đây chúng ta nói là chúng ta để diễn đạt thôi, chứ thật ra cái cõi này nó vô hình, nó không có cái không gian gì hết á. Nhưng mà ở đây chúng ta nói cái thứ bậc á, thì cái thứ bậc không vô biên xứ á, thì một vị phạm thiên tu, một vị phạm thiên ở cái cõi không vô biên xứ
thì vị này hoàn toàn có thể tu tập được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng mà đối với vị phạm thiên thức vô biên xứ, tức là vị phạm thiên thứ hai này, thì vị này chỉ còn có thể tu tập từ thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ xứ thôi. Cho đến vị phạm thiên cao nhất thì vị này chỉ có thể tu tập được phi tưởng phi tưởng xứ, chứ không có thể tu tập được ba cái đề mục thấp hơn. Như vậy thì ở đây mặc dù chúng ta cộng là chúng ta một gạch đỏ cái chỗ này đó, là không phải là một trong bốn, một trong tâm bốn tâm quả vô sắc thì đúng, nhưng mà một trong bốn tâm thiện vô sắc đó, thì ghi như vậy thế này thì dễ hiểu lầm. Là cô Minh Lan lưu ý giùm là đối với một vị, tôi lấy ví dụ là cái cõi không vô biên xứ, không vô biên xứ, nếu mà vị này chứng trở lại không vô biên xứ thì vị này có được một tâm thiện không vô biên xứ. Tương tự, nếu mà vị này chứng được bốn cái tầng thiền vô sắc ở tại cái cõi không vô biên xứ thì vị này có đủ bốn cái tâm thiện, chứ không phải là một trong bốn. Nhưng mà đối với cái cõi thức vô biên xứ thì chúng ta phải hiểu rằng tối đa thì chỉ có thể là ba tâm thiện vô sắc thôi, và cái cõi vô sở hữu xứ thì tối đa chỉ có hai tâm thiện vô sắc, và cái cõi phi tưởng phi tưởng xứ thì tối đa chỉ có một tâm vô sắc. Dạ, các vị chờ tôi chút. Là chúng ta tiếp tục được không? Rồi như vậy thì chúng ta học xong người phàm tâm nhân. Vậy thì đến thánh, đến các bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì thánh nhân á là do người tam nhân tu thiền mà chứng thành thánh. Cho nên tất nhiên là người các hạng thánh nhân này, ở đây chúng ta chưa có người đạo thì chúng ta không kể, bởi vì người đạo thì chỉ có một tâm đạo thôi. Như vậy thì người quả đó thì cũng là người tam nhân mà chứng thánh. Như vậy là người quả đó, người tam nhân đó, mà diệt trừ được phiền não nào thì chúng ta thêm cái bản trừ của chư vị thánh nhân. Hồi nãy là chúng ta có cái bản trừ về cõi, thì bây giờ chúng ta có cái bản trừ về phiền não, là bản trừ về phiền não. Phiền não thì này tôi nói sơ sơ thì các vị cũng còn nhớ mà. Cứ là người sơ quả thì chúng ta trừ bốn hợp tà cộng hoài nghi. Rồi nhị quả thì như sơ quả như trên. Rồi tam quả đó thì chúng ta trừ thêm hai sân. Tam quả thì chúng ta trừ hai sân. Dạ, tam quả thì chúng ta trừ thêm hai sân. Đó là cái bản trừ rồi đối với chỉ riêng vị thánh tứ quả thì đặc biệt chút. Đối với vị thánh tứ quả đó là chúng ta đầu tiên là chúng ta trừ hết 12 bất thiện. Và chúng ta nhớ rằng là vị thánh tứ quả hay còn gọi là vị thánh A-la-hán là các ngài không còn cái chủng tử tái tục. Cho nên tất cả những cái tâm nào mà tạo ra cái quả thì các ngài không còn cái loại tâm đó. Như vậy thì chẳng những bất thiện mà các ngài trừ thì toàn bộ là cái gì là thiện hiện thì các ngài trừ hết. Và cái gì là thiện là trừ. Toàn bộ thiện là trừ hết. Thì như vậy là nói là toàn bộ thiện là trừ hết, thì như vậy thì ra người tứ quả. Rồi đối với người tứ quả thì
thì chúng ta nếu mà sắc giới thì chúng ta áp dụng cái bản trừ sắc giới, mà đã vô sắc thì chúng ta áp dụng cái bản trừ vô sắc. Chẳng qua là đối với các cái cõi này đó thì các vị A-la-hán mà chúng ta trừ trừ hai sân thì ngoài cái bản trừ vô sắc rồi thì chúng ta phải nhớ là trừ thêm các cái chuyện nào khác. Để như vậy con, thì dạ con thưa sư, bên bậc thánh A-la-hán cái phần sắc giới là mình phải lấy hết chứ thưa sư? Lúc cái đó phần là sắc, dạ mình đâu có trừ đâu sư. Dạ thánh A-la-hán phải trừ cái phần tâm thiện không? Cái phần 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 tâm vô nhân 18 á thưa sư, là mình phải lấy hết chứ. Hồi nãy sư dạ, nói vô. Là mình trừ. Dạ không, trừ những cái tâm mà tạo ra quả chứ không phải là tâm quả. Dạ tức là tâm tạo ra quả là những cái loại tâm thiện á, thì toàn bộ thiện thì chúng ta trừ hết. Dạ có lẽ là xin nói lộn. Dạ chỉ trừ những cái tâm nào là những cái tâm thiện thôi không, tức là những cái tâm mà tạo ra quả nó thì trừ, cho nên xin đâu có gặp cái 18 vô nhân. Dạ. Thưa sư, vậy còn cái tâm thân thức thọ khổ trong 18 tâm nhân cũng vẫn đang nguyên hả sư? Dạ cái tâm quả không thay đổi, cái đó là cái ác nghiệp. Dạ. Và một vị thánh nhân các ngài vẫn bị khổ thân, giống như là các ngài vẫn bị những cái loại bệnh vân vân, thì hoặc là ngài cũng bị người ta hành hạ, hoặc thậm chí ngài bị người ta giết như ngài một tiền điên này đó. Cái đó là cái quả đâu có thay đổi được. Và các vị nhớ nó tâm quả là nó phải không thay đổi, dù ngay cả một vị chánh đẳng chánh giác cũng không thay đổi được. Thưa các vị, tôi rất mong là các vị học viên chúng ta nhớ ba cái bản trừ để chúng ta tính cái trong người có bao nhiêu tâm, thì chúng ta có cái bản trừ sắc giới, chúng ta có cái bản trừ vô sắc giới, và chúng ta có cái bản trừ phiền não đối với chư vị thánh nhân. Thì chúng ta có cái bản trừ này ra thì chúng ta từ một người tam nhân thì chúng ta cộng cái bản trừ, nếu mà người đó khỏi nào thì chúng khỏi sắc thì áp dụng cái bản khỏi sắc, và nếu vị đó là một vị thánh nhân thì chúng ta trừ tương ứng, tức là một vị thánh sơ quả thì giống một vị thánh sơ quả ở cái cõi dục thì giống như người phàm nhân ở cái cõi dục, trừ thêm phiền não. Nếu mà một vị thánh sơ quả ở cõi sắc giới thì giống như là một vị phàm nhân, vị tam nhân ở cái cõi sắc giới, trừ thêm cái phiền não, tương tự như vậy vô sắc. Thưa các vị, chúng ta nghĩ chúng ta kết thúc buổi học ở đây, và ngày hôm sau đó thì chúng ta sẽ ôn sơ lại cái phần lộ trình tâm, tức là những cái phần mà chúng ta đã học. Và không phải riêng gì cái ngày đặc biệt ngày Chủ nhật, mà bất luận ngày nào mà các vị mà có cái câu hỏi trong những cái bài học á thì các vị cứ hỏi, bởi vì tôi rất là sợ những vị học viên nào mà chúng ta ngại hỏi rồi chúng ta mất cái căn bản. Thật ra điều mà tôi có thể tôi dạy cho các vị được á là các vị tiếp thu bài. Và đối với tôi trong lớp học này, nếu những vị học viên mới nào mà lần đầu tiên học quy diệu pháp, mà trong cái lớp học của tôi chỉ cần 5 người mà có thể tiếp thu bài dở được thì tôi cũng sẵn sàng thư giãn nữa. Thì cho nên là các vị có cái thắc mắc gì đó thì các vị cứ hỏi. Tôi không trả lời bằng cái cách này thì tôi sẽ trả lời bằng cái cách khác. Nhưng mà tuyệt nhiên là các vị cố gắng là đừng có để là có một cái lỗ hổng nào mà các vị không hỏi. Chắc bữa nào tôi phải làm một cái ngày kiểm tra, nhất là nói đối với các vị học viên mới đó, mà tôi sợ là các vị quên. Thứ nhất là các vị phải nhớ được là trong một tâm là có bao nhiêu sở hữu, và mỗi cái loại sở hữu nào là tương ứng được với bao nhiêu tâm. Thì tôi chưa có ôn lại hoặc không biết là các vị còn nhớ hay không. Và cái thứ hai là cái phần chúng ta vừa học, cái phần này tương đối là
tương đối là dễ, nó không có nó thấy nó nhiều nhưng mà nó thật ra nó cũng dễ nhớ. Và tôi nghĩ rằng là các vị qua buổi học này thì các vị có thể là các vị sẽ tự tính được. Thì có thể như vậy thì buổi học sau á, buổi học sau tức là ngày thứ tư thì chúng ta có một buổi kiểm tra, thì tôi sẽ kiểm tra cái bài học này, tôi xem cho các vị học viên nào có thể tự tính được. Ví dụ như là tôi kiểm tra như thế này để cho các vị chuẩn bị, tôi sẽ gọi tên một vị học viên nào đó trong lớp, ví dụ giống như là cô Nhung, cô Minh Lan, cô Thi Lâm, cô gì đó, thì tôi sẽ hỏi rằng là đối với một người thánh nhị quả ở trên cái cõi sắc giới thì có bao nhiêu tâm. Thì nếu mà các vị đó mà nói được thì tôi nghĩ rằng là các vị đều tiếp thu bài được. Tôi mong rằng cái câu nói này của tôi buổi sau trong lớp học nó cũng còn đầy đủ chứ không có bài. Là chúc các vị ăn vui. Dạ sa thú con chị ân sư. Dạ chào tất cả các vị. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ một phần.